Hello, xin chào mọi người. Mình là Jenny đến từ Con Số 8 và ngày hôm nay thì Jenny sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn về cách cài đặt game Axie Infinity như thế nào, cách chúng ta sẽ chọn mua pet, chọn mua Axie, cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái tips khi mà chúng ta mua pet để build một đội hình Axie như thế nào. Hãy cùng mình bắt đầu video nha. Ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn có thể ủng hộ Jenny cũng như là đội ngũ Con Số 8 bằng cách đó là chúng ta click vào hai cái link ở trên màn hình. Đây là hai cái link dẫn đến hai group Telegram và channel Telegram của Số 8 Gaming, nơi mà các bạn có thể thoải mái chia sẻ, đặt câu hỏi những cái game play to earn đang hot tại thời điểm hiện tại, cũng như là trao đổi với các admin của Số 8 Gaming. Các bạn có thể bấm vào hai link này để tham gia nhóm nha. Rồi, và bây giờ sẽ đến một phần đó là chúng ta sẽ cài đặt game Axie Infinity. Đầu tiên thì các bạn vào skymavis.com. Đây, lên search skymavis.com và chúng ta sẽ kéo xuống cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy chữ hub. Đây, chữ hub ở đây ha. Chúng ta sẽ bấm vào. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ tải đó là tải Mavis Hub về trước. Ok, như các bạn thấy cái biểu tượng con chim màu xanh dương ở màn hình mà Jenny đang chỉ nè, đó chính là Mavis Hub. Thì sau khi có Mavis Hub thì chúng ta mới mở Axie được. Mình sẽ bấm vào Play Now nha. Ok, chúng ta sẽ bấm vào Play Now. Rồi, và khi các bạn bấm vào như này á, là nó sẽ tự động nó download Mavis Hub về cho các bạn luôn. Như mọi người thấy là nó để tự động download thì Jenny đã có rồi, cho nên là mình sẽ pause lại ha. Ok, rồi, và sau khi mà vào tải Mavis Hub về xong, các bạn có thể bấm chữ Learn More Here. Các bạn thấy chữ Here nó có cái gạch chân á, thì mình sẽ bấm vào Here. Rồi, ở đây trang này hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết. Bạn nào không biết tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng Google dịch. Đây, hướng dẫn rất là chi tiết là bước 1 bạn cần phải làm gì, bước 2 bạn cần phải làm gì. Thì chúng ta cùng đọc nha. Bạn nào mà chưa có MetaMask á, đây, MetaMask là cái biểu tượng ví hình con cáo này. Bạn nào mà chưa có MetaMask thì chúng ta bấm vào, chúng ta download MetaMask về. Và chúng ta sẽ deposit, tức là chúng ta sẽ mua ETH và chúng ta sẽ gửi vào. Nếu như bạn muốn mua Axie thì bạn cần phải có Ethereum, ETH ha. Và mua ETH ở đâu thì trên này nghĩ cái này cũng rất là dễ đối với các bạn rồi. Các bạn có thể mua ở những sàn giao dịch lớn như là Binance hoặc là FTX. Các bạn deposit từ Binance, các bạn chuyển qua MetaMask là xong. Đây mọi người, họ cũng gợi ý cho mình là có thể mua ở Coinbase, Binance hoặc là local crypto, nhưng mình nghĩ các bạn nên mua ở FTX hoặc là Binance. Rồi, sau khi mà các bạn đã có MetaMask vào rồi, các bạn sẽ download tiếp đó là Ronin Wallet. Có một điều rất lưu ý nha, và các bạn cần phải cực kỳ lưu ý điểm này, bởi vì đã rất nhiều vụ lừa đảo xảy ra rồi. Khi mà chúng ta download ví Ronin về, xong rồi chúng ta mua Axie xong rồi lập tức kiểu như là ba con Axie đó không cánh mà bay, hoặc là tiền của chúng ta bị mất, bị hack. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta search Google chữ Ronin Wallet đó, thì nó sẽ hiện ra những cái quảng cáo ghi chữ ad ở trên đó, những cái quảng cáo hoặc là những cái link bạn có thể lấy từ những nguồn không tin tưởng. Chẳng hạn các bạn bấm vào cái link download Ronin, các bạn cài đặt, thì người ta sẽ có những cách mà người ta sẽ lấy được cái seed phrase của các bạn, người ta sẽ hack ví. Cho nên là lưu ý là phải click vào những cái link uy tín. Cụ thể ở đây là mình sẽ click vào đây, cái link này. Mình sẽ bấm vào Ronin Wallet và sau đó nó sẽ có chữ Add Extension, là mình sẽ bấm vào. Lưu ý là cái này chỉ sử dụng cho Chrome thôi nha. Bạn nào mà dùng Mac giống mình mà có giao diện Safari á, là nó sẽ không hỗ trợ, chỉ có thể dùng Chrome thôi. Rồi chúng ta sẽ Add Extension ở Chrome. Thì đây, khi mà Add Extension xong sẽ có đây chữ Ronin Wallet ở trong này. Ok, sau khi mà các bạn đã setup ví Ronin xong thì chúng ta sẽ quay lại. Mình sẽ tiếp bước 3, đó là deposit Ethereum to Ronin using Ronin Bridge. Có nghĩa là Ethereum của mình đang ở MetaMask đúng không? Thì các bạn cần chuyển Ethereum từ MetaMask sang Ronin. Và để chuyển như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái gọi là Ronin Bridge, là một cây cầu kết nối giữa việc chuyển từ MetaMask, từ Ethereum sang Ronin. Thì bây giờ khi mà mình bấm vào chữ Deposit, bởi vì chúng ta đang cần nạp tiền đúng không, thì chúng ta sẽ bấm vào Deposit. Nó sẽ hiện ra một cái cộng. Thì các bạn cứ nhập số Ethereum mà mình cần chuyển từ MetaMask sang Ronin. Rồi mình sẽ có thêm một chút phí ở đó nữa. Rồi mình sẽ bấm OK, là tự động Ethereum nó sẽ chuyển từ MetaMask sang Ronin. Sau khi mà đã có Ethereum ở Ronin rồi thì chúng ta sẽ làm bước 4. Đó là mình sẽ đi mua Axie. Đi mua Axie thì các bạn bấm vào link này nhé, hoặc là các bạn có thể search marketplace.axieinfinity.com và các bạn bấm vào bước login. Login thì mình sẽ bấm vào cái đầu tiên là login with Ronin Wallet.
và sau đó nó sẽ hiện ra cái khung này. Đây, thì chúng ta sẽ bấm vào Import a wallet using a seed phrase, sẽ bấm vào cái dòng xanh xanh này nè. Rồi, các bạn sẽ copy cái seed phrase từ MetaMask sang Ronin. Seed phrase là gì? Khi mà các bạn tạo ví MetaMask, nó sẽ có một cái gọi là seed phrase. Và lưu ý cái seed phrase này không bao giờ và tuyệt đối không bao giờ được đưa cho bất kỳ ai ngoài bản thân của mình. Bởi vì nếu như nó ai đó có seed phrase của bạn thì đồng nghĩa với việc là độ rủi ro, khả năng mất tiền của bạn càng cao. Cho nên là cực kỳ phải bảo mật cái seed phrase này. Thì seed phrase nó là sẽ là một cái dòng như thế này nè. Nó sẽ bao gồm những cái từ tiếng Anh. Đó, thì các bạn hãy copy cái này, bạn import vào đây, bạn bấm vào chữ import rồi các bạn copy paste vào. Và sau đó thì bạn sẽ nhập password, rồi bạn vào cái đây. Rồi, bạn nhập vào, bạn login with MetaMask ở đây, sau đó và set up email password. Thì email này các bạn có thể dùng email cá nhân hoặc là email gì đó, các bạn set up password cho cái ví của mình. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ bấm vào download cái application. Download cái application, sau khi mà chúng ta đã download xong, đó, sau khi mà mình đã download cái MyVisHub xong, mình sẽ nhập cái email này và nhập cái password này. Đó, các bạn thấy không? Cái email và password mình vừa set ở trên xong. Đó, bây giờ mình sẽ nhập vào đây và mình kiểm tra I'm not a robot, sau đó mình sẽ log in. Rồi. Ok, sau đó cái này nó bị down rồi. Ok, thì sau khi mà login xong, nó sẽ hiện ra chữ Play Now với Axie Infinity. Chúng ta bấm vào chữ Play Now thì nó sẽ hiện ra giao diện này. Tuy nhiên, lúc đó thì cái Axie của các bạn vẫn chưa hiện lên đâu. Các bạn cần phải mua Axie. Sau khi mà mua Axie xong thì chúng ta sẽ bấm vào chữ này. Chúng ta sẽ bấm vào phần Axie ở đây nè. Và chúng ta sẽ bấm Sync. Chúng ta sẽ bấm chữ sync Axie. Và sau khi mà sync xong á, thì Axie nó mới hiện ra, nó mới hiện ra ở bên này cho bạn đủ 3 con. Ok chưa? Rồi, vậy thì quay trở lại làm sao để chúng ta có Axie để chúng ta sync được, đúng không? Ok, vậy thì muốn mua Axie thì mình sẽ đi lên chợ. Mình sẽ bấm vào Axie Infinity Market Place ha. Rồi, các bạn bấm vào chữ Marketplace. Đó, thì các bạn thấy có rất là nhiều con Axie đang được rao bán. Vậy thì chúng ta sẽ chọn Axie như thế nào? Ok, đầu tiên thì mình sẽ có đây là cái mục, các bạn thấy cái mục bên tay trái đó là Axie. Nếu mà các bạn muốn mua Axie, các bạn muốn mua lens thì chúng ta sẽ bấm vào lens, mua item hoặc là mua bundles tùy các bạn. Nhưng mà ở đây mình sẽ nói Axie bởi vì video này mình không muốn quá dài. Axie sẽ có những hệ chính như sau. Đầu tiên đó là Beast. Cái này mình sẽ nói sơ qua thôi ha. Đầu tiên sẽ là Beast. Đây, các bạn bấm vào Beast, nó sẽ hiện ra một loạt các con Beast này. Về chi tiết, một team nên có những con thú nào thì mình sẽ nói tiếp ở phần sau. Còn bây giờ mình sẽ lướt qua là nó sẽ có những hệ nào. Thì các bạn thấy cái icon hoặc là màu sắc đều được nha. Icon, một cái bàn chân gấu đúng không? Với màu vàng thì các bạn sẽ gọi nó là con Beast, là con thú. Tiếp theo đó là hệ Aqua. Hệ Aqua là những con mà giống như con cá. Tiếp theo đó là Bird, là chim. Tiếp theo đó là con Plant. Plant thì là cây. Rồi đến Bug. Bug thì là những con bọ. Và Reptile. Reptile là những con bò sát. Dawn. Dawn này. Mac này. Hay là Dusk gì đó. Rồi bình minh, hoàng hôn với lại Mac gì các bạn. Nhưng mà thường chúng ta sẽ chỉ nên quan tâm đến một số hệ nhất định. Ví dụ như là mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến hệ Beast là thú nè, Aqua, Plant, Bird và Reptile hoặc là Bug. Nhưng mà thường bốn cái đầu tiên á là mình sẽ quan tâm nhiều nhất. Và mình thấy những cái team đa số nha, đa số khi mà đánh Arena á, những cái team họ sẽ cũng chỉ build team trong những cái hệ chính này thôi. Khá là ít khi mà thấy có những cái team mà build luôn nghĩa là người ta muốn test team á, người ta muốn test thì người ta có thể sau này các bạn muốn test, các bạn có thể mua thử hệ Dawn hoặc là Mech hoặc là Dust đều được. Nhưng mà mình sẽ quan tâm hơn, bản thân mình sẽ quan tâm hơn đến bốn hệ chính này. Ok, rồi, vậy thì mình sẽ chọn thú dựa vào những tiêu chí nào? Mình sẽ nói tiếp vào phần sau nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái đặc điểm khi mà chúng ta chọn Axie. Có một cái tip dành cho mọi người đó là chúng ta có thể lên Google search Axie Freak. Đây, Axie Freak Extension.
chúng ta sẽ bấm vào Add Chrome. Rồi, sau khi mà Add Chrome xong, mình vào là Axie Marketplace và mình sẽ enable cái chức năng này lên. Rồi, mình sẽ reload lại cho các bạn xem có gì khác biệt nha. Ok, trước khi reload thì mình sẽ vào phần Beast. Tức là bây giờ mình muốn mua một con thú chẳng hạn. Đó, các bạn thấy đây là những cái thông tin cơ bản của một con Beast. Thì sau khi mà mình enable cái này lên, mình reload lại. Rồi, các bạn có thấy điểm gì đặc biệt không? Tức là nó đã có thêm rất là nhiều những thông tin. Đó, nó có thêm rất nhiều những thông tin. Đặc biệt là mình sẽ chú ý hơn về thông tin chữ B sau cùng. B sau cùng tức là poor. Poor ở đây là tỷ lệ gọi là thuần chủng của nó. Nếu như mà tỷ lệ poor, tỷ lệ P này càng cao thì chứng tỏ con này càng chất lượng. Và cái breed tức là cái số lần đẻ của nó chưa nhiều. Thì mình có thể chọn những con mà P cao chẳng hạn. Ví dụ như con của mình sẽ vào My Account cho các bạn xem ba con Axie của mình nha. Vào phần Inventory. Rồi, đây là ok. Rồi, đây là mấy các bạn thấy chữ P cuối cùng không? Tức là Poor của mình đang ở khá là cao, đó là 93%. Và cho con Beast, con chim là 93% và con Plant là 88%. Thì bấm vào các bạn cũng có thể thấy là cái độ breed của nó ha. Breed Account là bao nhiêu? Đây, Breed Account 0/7. Tức là nó chưa đi breed lần nào hết các bạn. Breed ở đây tức là bạn cho một con Axie này breed với một con Axie khác để ra được một con, để ra được một quả trứng, và sau đó quả trứng nó sẽ đẻ thành một con Axie. Nói chung là cho giao phối với nhau để đi đẻ ra một con mới vậy các bạn, thì nó sẽ gọi là breed ha. Rồi, về phần breed thì chắc là mình sẽ demo thử ở những video sau ha. Video này mình sẽ nói chính ở những phần cách chọn Axie như thế nào. Rồi, chúng ta vào lại marketplace ha. Ví dụ mình muốn chọn một con Beast thì mình sẽ bấm vào, đầu tiên là mình sẽ coi giá trước ha. Thì nếu mà các bạn muốn lowest price hay là highest price hay là latest thì các bạn có thể filter ở chỗ này. Đó, có những con rất mắc nha các bạn, cực kỳ mắc mà các bạn nhiều khi không thể tưởng tượng được tại sao nó lại mắc như vậy luôn á. Thì chúng ta có thể bấm vào. Rồi, sau khi mà bấm vào một con Axie nó sẽ hiện ra một số cái chỉ số. Đầu tiên là chúng ta cần chú ý đến chỉ số như là health này, speed này, skill hay là morale. Rồi, sẽ có những phần body parts như thế nào, abilities của nó gồm những gì thì mình sẽ đi qua nhanh qua từng phần nhé. Chắc là mình sẽ cho các bạn thêm một nguồn để đọc nữa, đó là các bạn hãy lên Axie Zone, lên Google gọi Axie Zone là nó sẽ ra. Các bạn bấm vào chữ guide và chọn Axie Stats. Đó, nó sẽ hiện ra rất là rõ cho các bạn luôn là HP ở đây có nghĩa là gì, chỉ số HP có nghĩa là gì. Rồi, qua đây nè, đó, các bạn thấy chữ health không? Là HP, nó có ý nghĩa là gì? Speed có nghĩa là gì? Morale có nghĩa là gì? Không biết mình có đọc đúng không nữa? Morale hay moral, như là morale. Đó, speed có nghĩa là gì? Speed, skill, morale là gì? Đó, và nó sẽ cho các bạn những cái base stats ở đây. Ví dụ như mình đang chọn con Beast đúng không? Chọn con Beast thì con Beast này nó mạnh nhất ở chỗ nào? Đó, các bạn thấy 31, 35, 31, 43. Thì cái số 43 này là số lớn nhất trong cái hàng này và nó ở cột Morale. Thì chứng tỏ con Beast này có khả năng tấn công rất là, hay còn gọi là đam á, đam rất là to, rất là khủng. Khi mà nó ra chiêu với lại đối thủ thì cái sát thương của nó gây lên đối thủ là cao nhất trong đội hình ba con. Thì con Beast này sẽ là con gọi là đi tấn công người khác, đi đánh nhau, gây đam với lại đối thủ. Đó, thì tương tự như vậy, mỗi con nó sẽ có một thế mạnh khác nhau. Các bạn có thể nhìn vào cái bạn này và các bạn lấy con Aqua đi, thì nó sẽ có phần speed, tức là tốc độ của nó sẽ là nhanh nhất và HP của nó cũng cao nữa. Hay là con Bird, mình đang sở hữu một con Bird này, là speed của nó rất nhanh, phải nói là nhanh nhất luôn, là 43. Đó, thì mỗi lần mà speed ở đây là gì? Để mỗi lần mà chúng ta ra chiêu á thì con chim, con Bird nó sẽ được đánh trước. Mà các bạn biết không, cái yếu tố đánh trước đánh sau á, nó là một yếu tố rất quan trọng để quyết định xem ván đó là bạn thắng hay là thua. Nó là một yếu tố rất quan trọng nha. Đó, cho nên là mình nghĩ là đánh trước thì sẽ có lợi hơn. Cho nên là mình đã mua con Bird với chỉ số speed rất là cao. Rồi, đó, sau khi mà mình tìm hiểu những cái thông số này xong thì mình xem coi là cái con Axie này nó đang có chỉ số nào cao nhất. Ví dụ như con này các bạn thấy morale của nó lên đến 59, là khả năng đam của nó rất là... Trời ơi, con này bao nhiêu tiền các bạn? Trời ơi, hèn chi, quá khủng luôn, nhìn nó bao nhiêu tiền nè. Đó, cho nên là các bạn xem bốn cái chỉ số này.
Sau đó các bạn xem phần body parts thì mỗi con axis nó sẽ có 6 phần body parts cấu thành, đó là các bạn nhìn ví dụ như là mắt nè, sừng nè, tai nè, miệng nè, đuôi nè. Còn cái này hình như là cái vảy của nó thì vậy. Hay là móng, hình như là móng của nó. Đó, nó sẽ có cấu thành 6 phần khác nhau. Thì con axis này các bạn nhìn qua màu sắc ha, nhìn bằng màu sắc thì cũng có thể nhận biết được. Đó là 5 phần trên 6 phần nó thuộc về cái hệ gọi là hệ beast, còn 1 phần nó thuộc về hệ chim. Đó, hoặc là mình sẽ cho các bạn xem một con axis khác đi. Ví dụ như con này chẳng hạn. Con này là 6 phần đều là của beast luôn. Rất là xịn ha. Lowest price đi. Rồi ví dụ như một con khác. Thì đó, con này các bạn có thể thấy nó khá là hỗn tạp. Ví dụ như một phần của plant, một phần của reptile, một phần của chim, hai phần của beast và một phần của aqua. Đó, nó sẽ có cấu thành từ những cái body parts rất là khác nhau. Và tại sao mình nên quan tâm đến cái body parts này, có phải là để cho nó nhìn đẹp hơn hay không? Thật ra là không phải. Bởi vì những cái body parts nó sẽ quyết định cái chiêu thức đánh của con đó. Mình lấy ví dụ một con beast của mình đi. Mình sẽ lấy ví dụ con beast của mình nha. Rồi, đây, con beast của mình moray rất là cao, lên đến 61. Và body parts của nó full đều là của hệ beast hết. Và ability của mình gồm sẽ có những gì? Ví dụ như các bạn thấy ở trên đầu nó là có một cái mũi tên đúng không? Thì cái mũi tên này sẽ ra chiêu thức. Đó là nó sẽ lấy mũi tên này nó bắn vào đối thủ. Và cái dam của nó, các bạn thấy cái màu đỏ ở đây nè. Màu đỏ ở đây 125 á, là giống màu đỏ trên này, tức là moray. Và cái màu xanh lá cây 25 ở đây là giống cái xanh lá cây ở trên này, là health, tức là cái giáp, là cái máu của nó. Thì đối với những con beast như mình đã nói là cái độ dam của nó là cao nhất, rất là cao ha, moray lên đến 61, tức là nó sẽ là con đi ra chiêu. Thì mình sẽ chọn những cái lá bài nào mà có độ dam, tức là cái moray nó cao, để mình đi tấn công đối thủ mà. Bởi vì điểm mạnh của con beast là phải đi chiến đấu mà, đúng không? Cho nên là mình cần phải chọn cái moray này cho nó cao. Các bạn tưởng tượng như là mình trong một trận đánh đúng không? Mình sẽ bắn mũi tên vào đối thủ và đối thủ sẽ mất 125 máu. Khi mình đánh con nutcrack này vào đối thủ sẽ mất 105 máu, ví dụ như vậy. Khi mình đánh con này, đối thủ sẽ mất 130 máu. Cho nên là cái moray càng cao thì đối thủ sẽ mất máu càng nhiều. Đó, cho nên các bạn thấy mình chọn 4 lá này với độ dam của nó rất là cao, toàn là 125, 130, 105 thôi. Thì đó, cho nên các bạn khi mà chọn axis thì nên chú ý đến cái body parts cấu thành nên cái chiêu thức của nó. Và cái việc đọc, cái việc chọn card này nó cũng rất là quan trọng nha. Mình lấy ví dụ như là hai cái lá này, các bạn thấy lá Nutcrack với lại Nutthroat không? Mình sẽ đọc nha. Này, deal 120% damage when combo with another Nutcrack card. Tức là độ dam, tức là độ mất máu của đối thủ sẽ tăng lên 120% nếu như chúng ta kết hợp lá Nutthroat này với lá Nutcrack. Tức là mình sẽ đánh combo với nhau, khi mà mình ra chiêu á, mình sẽ ra chiêu hai lá này thành một combo thì đối thủ sẽ bị dam, sẽ bị mất máu và cái độ dam của mình nó sẽ tăng đến 120%. Đó, ví dụ như vậy. Hay là cái lá này là deal 250% damage on critical strikes. Thì ở trong game nó có một cái thuật ngữ là crit. Crit ở đây là đứng đầu chữ critical á, là khi mà mình ra chiêu, đáng lẽ ra là con đối thủ của mình nó chỉ mất 130% máu thôi, bởi vì chỗ này là 130 đúng không? Nhưng mà nếu như mà mình may mắn, mình sẽ có thêm độ crit. Crit ở đây là nếu như mà nó được áp dụng là nó sẽ tăng lên 250 lần, là có khi trong vòng một chiêu này thôi là nó sẽ tiêu diệt được một con đối thủ có máu lên đến tầm 400 hoặc là 300. Đó, bởi vì nó đã tăng đến 250 lần. Đó, hay là ví dụ như con chim của mình chẳng hạn. Đây, con chim của mình có độ speed rất là cao, là 61. Cho nên gặp những, ví dụ như mình đánh arena, mình gặp những đối thủ khác thì mình độ speed cao nhất, cho nên mình sẽ được đánh trước. Và đánh trước thì theo mình nghĩ là sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Và 6 cái body parts của mình đều là hệ chim hết, đều là màu hồng hết, các bạn có thể thấy ha. Rồi, thì những cái chiêu thức của mình, đó, mình sẽ chọn ra những chiêu mà có lợi cho cái việc gọi là nhanh nhất của con chim. Ví dụ như là target the fastest enemy này, hay là apply aroma on this axis until next round. Thì cái này chắc là mình sẽ để dành ở video sau, để khi mà mình sẽ cho các bạn xem thử một cái trận đấu battle nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta áp dụng từng cái lá bài này, chức năng sẽ như thế nào. Tất cả mọi thứ mình sẽ để ở video sau ha. Rồi, và bây giờ sẽ qua một chút về việc build team ha. Build team axis như thế nào? Thì
nó sẽ có một cái bảng, mình sẽ cho các bạn xem cái bảng đó. Ok, đây là cái bảng mà mình vừa nhắc đến ha. Đây là những cái hệ của con Axie, ví dụ như là hệ Beast khi mà đánh với hệ, khi mà ra chiêu đánh hệ Plant hoặc là ra chiêu đánh hệ Reptile thì nó sẽ tăng cái đam lên 15%. Đó, và tương tự nó tạo thành một cái hình tam giác như thế này. Thì các bạn hoàn toàn cũng có thể lên đây, lên Axie Zone, chúng ta sẽ bấm vào Card Tier List. Chúng ta sẽ bấm vào Card Tier List thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như những con Axie của mình, cái title, cái gọi là cái tên card là gì á, thì chúng ta có thể tìm ở trong đây xem là cái card của mình đang ở tier, tức là đang ở cấp nào, có cấp S, cấp A, rồi cấp B, cấp C, cấp gì đó ở bên dưới. Thì cấp S với cấp A với cấp B, cấp C gì đó nó sẽ theo thứ tự là giảm dần ha, nó sẽ xịn dần từ trên xuống dưới, thì các bạn có thể theo dõi ở đây. Thường thì mình sẽ vừa theo dõi mà vừa đọc những cái chiêu cho nó nhanh để xem là mình sẽ kết hợp được cái combo nào với combo nào. Rồi, ok, qua chuyện là xếp đội hình nha. Rồi mình sẽ qua cái tab Axie này. Xếp đội hình như thế nào? Mình có thể bấm vào Team và Edit. Rồi, thì nó sẽ có nhiều cách xếp đội hình khác nhau. Các bạn có thể chọn con này đứng ở đây, con này đứng ở đằng sau, con chim lên trước, con thú ra sau. Nói chung là tùy cách các bạn sắp xếp đội hình. Nhưng mà mình sẽ, tức là thường mình sẽ thấy mọi người xếp đội hình như sau. Đó là vì đối thủ của mình á, nó sẽ đánh theo thứ tự từ bên tay phải qua bên tay trái. Tức là sẽ đánh con Plant trước, sau đó nó sẽ đánh con Beast, và sau đó nó sẽ đánh con chim. Trừ khi mà nó có những chiêu thức làm cho đối thủ nó đánh con chim trước. Ví dụ là quả trứng của mình nó sẽ có chiêu thức, khi mà mình tung chiêu đối thủ sẽ đánh con chim trước, thì cái đấy không nói. Nhưng mà theo thứ tự nó sẽ đánh con Plant trước, đến con Beast, rồi con chim. Cho nên á, là con Plant là con có moral cao nhất, là lý do là bởi vậy nó có máu cao nhất, bởi vì nó sẽ bị ăn đập nhiều nhất, nó sẽ bị ăn đập đầu tiên và ăn đập nhiều nhất đó, cho nên là nó cần một cái sự trâu và sự khỏe nhất định. Thì chúng ta sẽ xếp con Plant ra đằng trước, sau đó sẽ đến con Beast, sau đó sẽ đến con Beast, và cuối cùng sẽ đến con chim, hoặc là sẽ thay con Aqua ở đây. Bởi vì con chim và con Aqua là cái mức độ speed của nó nè, cái mức độ speed của nó là cao nhất, cho nên là mình sẽ đưa nó ra sau cùng đó, để nếu như mà gặp một team thì mình sẽ được đánh đầu tiên, mình sẽ đánh đầu tiên nếu như mà mình đưa con chim hoặc là con Aqua ra sau cùng, bởi vì nó là con nhanh nhất, có chỉ số nhanh nhẹn cao nhất đó. Thì thường là mình sẽ thấy cái đội hình là sẽ có con tank hay còn gọi là con trâu nhất, chịu đòn giỏi nhất ra đằng trước, là con Plant hoặc là con Reptile hoặc là con Dusk. Tiếp theo sẽ là con mà có đem mạnh, là tấn công sát thương cao, nó có thể là con Beast hay là con Bug hay là con Mech. Và tiếp cuối cùng đó là con nhanh nhất, là được tấn công trước đó, là con nhanh nhất, có chỉ số speed nhanh nhất, thường là con Aqua hay là con chim hay là con Dawn đó. Thì chắc là mình sẽ ghi ra ở bên dưới comment hoặc là description để các bạn có thể nhớ khi mà chúng ta sắp xếp đội hình. Thì mình nghĩ basic nhất nên là Plant, sau đó đến Beast, sau đó đến Bird, hoặc là Plant rồi đến Beast rồi đến Aqua. Mình nghĩ cái đó là basic nhất và dễ dàng sắp xếp nhất đó. Thì đó là cái tips khi mà các bạn chọn đội hình ha. Rồi nãy giờ mình đã qua được những nội dung là chọn đội hình sắp xếp như thế nào, rồi mua như thế nào, rồi lựa thú thì nên lựa những tiêu chí gì. Chắc là mình đã đi qua gần hết nội dung của video ngày hôm nay, và mình nghĩ video cũng khá là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc tại đây. Video sau thì mình sẽ demo một trận battle, mình sẽ demo thử một trận adventure nó sẽ diễn ra như thế nào, một trận arena nó sẽ diễn ra như thế nào, và cái chiến thuật chơi của mỗi trận nó khác nhau như thế nào. Và mình sẽ trước khi mình tung chiêu thì mình sẽ nói cho các bạn tại sao mình lại tung chiêu đó, nó có tác dụng gì, vân vân và vân vân. Mình sẽ để ở video sau ha. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Mình rất là cảm ơn về thời gian của các bạn dành cho mình và Con Số 8. Thì nếu các bạn nào muốn ủng hộ mình nhiều hơn và ủng hộ Con Số 8 thì đừng quên là join hai group Telegram ở trên này để chat cùng với admin, và cũng như là tạo cho cái cộng đồng 68 Gaming nó phát triển lớn mạnh hơn nha.
Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Và đừng quên bấm nút like, subscribe cho Co68. Cũng như là nếu các bạn muốn gặp mình ở những video tiếp theo thì comment bên dưới ha. Mình sẽ đọc từng comment của các bạn một. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. See you in the next video. Bye.